Hello, xin chào mọi người. Hôm nay á là dì muốn giới thiệu cho các bạn một cái loại sản phẩm mới của Recipe. Nho ngón tay nè, đây là nho ngón tay khô tự nhiên trên cành 100% organic nha quý vị. Đây, cái sản phẩm này á, Diễm chưa bao giờ bán ra thị trường hết. Hôm nay á là ngày đầu tiên, cái sản phẩm đầu tiên ra đời đây, rất là ngon. Quý vị có muốn thử không? Đây, quý vị nhìn đi, nhìn từng trái nho nha. 100% organic. Đây là nho ngón tay nha, nha các bạn. Các bạn có muốn thử nho của Diễm không ạ? Quý vị nào mà có nhu cầu á thì mua sỉ, mua lẻ, Diễm ship đi nội địa nước Mỹ và international luôn.